Ngày hôm nay chúng ta sẽ giải cứu Tổng thống Lô Lam Trăm. Ok ạ? Sao nhỉ? Của gã áo đen này. Lượt chơi mình chỉ cần giải cứu được ngài Tổng thống là được các bạn ạ. Nhưng mà hình như là mình đã sai trong lần đầu tiên làm việc rồi. Nào, tiếp tục nào. Nào, nhảy lên. Ngài Tổng thống. Ừ, ngon lành liền. Giải cứu được ngài Tổng thống rồi. Ngon lành diện. Ngài có sao không? Không sao là ngon rồi các anh ạ. Tiếp tục nào. Đây rồi, nhảy lên. Ngài Tổng thống. Ok ạ. Sao nhỉ? Chưa kịp mà nhỉ. Tiếp tục. Nhảy lên. Ngài Tổng thống. Ok ạ. Sao nhỉ? Tiếp. Rồi, chú ý nào. Ngài Tổng thống. Mẹ ăn chứ. Bắn nhanh thế nhỉ? Sao thằng này nó bắn nhanh thế nào? Lấy đà nào, nhảy. Ok ạ. Không kịp nói gì luôn ấy. Bắn nhanh thật đấy chứ. Rồi, ngài Tổng thống. Mẹ nó bắn nhanh đấy nhở. Ngài Tổng thống. Ở kia cái ghế kìa. Cay đấy nhở. Tiếp tục, nhảy lên. Ở kia, ngon rồi. Ngon lành liền anh em. Quả đấy ăn hên phát nhở. Giải cứu được rồi, ở kia. Sao nhở. Vệ sĩ kiểu này hơi ẩu nha. Tiếp tục. Rồi, ngài Tổng thống. Ok ạ. Ngài Tổng thống. Ok ạ. Ngài Tổng thống. Mẹ nó. Sao nó bắn nhanh như nhở. Mình chưa kịp luôn đấy. Ok ạ. Tiếp. Ngài Tổng thống. Ok ạ. Ngài Tổng thống. Mẹ nó. Ngài Tổng thống. Ok ạ. Sao nhở. Tiếp tục nào. Cứu được. May quá anh em ạ. Thằng này sao sút cả Tổng thống là sao nhỉ. Ok, may. Ok. Gì nhỉ. Chưa kịp luôn, đang có bức tường làm sao mà qua được nhỉ. Không sao, ngài Tổng thống. Mày nhạ, bắn nhanh đi. Ok. Ngài Tổng thống. Mày nhạ, chưa kịp là sao nhỉ. Mày nhạ, sao thằng này nó bắn nhanh thế nhỉ. Ngài Tổng thống. Ok. Ngài Tổng thống. Mẹ. Tiếp tục. Ok. Ngon rồi, ngon. Cứu được rồi. Tưởng không cứu được cái chứ. Season 2 các bạn ạ. Qua tiếp vòng 2 xem nó như thế nào nào. Đây à. Sao nhiều tiền thế. Ngài Tổng thống. Ngon liền, tăng lương. Thăng chức luôn đấy chứ tăng lương cái gì. Ok. Nhảy xuống, không sao. Ok ạ. Đứng lên. Ok ạ, đúng rồi, ngài Tổng thống. Mẹ nó chứ. Nhảy xuống. Đứng lên. Ok ạ. Thằng tật hay sao nhỉ? Nhảy xuống. Ngài Tổng thống. Sao nhỉ? Đứng lên. Nhảy xuống tiếp. Đúng rồi, ngài Tổng thống. Mẹ, ngài Tổng thống hẹo trước mặt mình luôn ạ. Đứng lên, nhanh. Nhảy xuống. Đứng lên. Ok ạ. Sao nhá. Nhanh. Nhảy xuống. Ngon. Đứng lên. Ngài Tổng thống. Giải cứu được rồi. May đấy, quả đấy may đấy, không là chết đòn với thằng đấy. Tiếp tục. Đá cho mấy phát bây giờ. Ngài Tổng thống. Ok ạ. Ui. Nó chút quả bom các bạn ạ. Sao nhỉ? Sút quả bom này chăng? Sút. Ok ạ. Không được là sao nhỉ? Sút quả bom luôn. Ok. cay. Ngài Tổng thống. Ngon. Ok ạ. Vẫn toang ạ. Ngài Tổng thống. Ngon. Quả này ngon. Có tiền che các bạn. Ngon. Rồi, Tổng thống không sao là ok rồi. Tiếp tục. Ngài đi đâu đấy? Gì đây? Chui vào lỗ này sao? Ngài Tổng thống. Ok ạ. Đâu ấy nhỉ? Lang. Lang hay sao ấy nhỉ? Tiếp tục. Cúi xuống đây. Cúi. Nhảy ra luôn. Ngài Tổng thống. Ok ạ. Cay đấy nhờ. Cúi. Đâm thẳng luôn. Đâm. Ngài Tổng thống. Phang luôn đi chứ. May quá các bạn ạ, qua được rồi.
Rồi, ok ạ. Gì đấy? Đứng lên luôn, đứng lên luôn. Ui, toang rồi. Tiếp tục, nhảy xuống. Ừ. Đứng lên. Nhảy xuống tiếp. Ok ạ. Nhảy xuống. Ok ạ. Sao nhỉ? Ừ, nhảy xuống. Ngon rồi, đứng lên. Ngài Tổng thống. Ừ. Ngon. Tiếp. Ờ, nhảy lên, ngon rồi. Ngài Tổng thống. Mẹ nó chứ. 1, 2, 3, 4. Nhảy lên. Ok. Ngài Tổng thống. Mẹ. 1, 2, 3, 4. Ừ, 5. Nhảy quá rồi. Ngài Tổng thống. Ngon lành liền anh em. Ồ, sao đứng trên này làm sao mà nhảy? Ngài Tổng thống. Ồ kìa, không kịp. Tiếp. Ngài Tổng thống. Ồ kìa. Ồ kìa, sao nhỉ? Ồ kìa. Tiếp tục. Ngài Tổng thống. Ồ kìa. Ông đứng trên này làm gì ấy nhỉ? Ồ kìa. Cao thế nhỉ? Tiếp. Ngài Tổng thống. Ồ kìa. Hơi cay à nha. Ây da. Cay. Ngài Tổng thống. Ừ. Ngon rồi anh em. Giải cứu được rồi. Ok. Gì đây? Tiếp tục. Tránh ra. Ngài Tổng thống. Ok à. Sao đây? Ok. Qua đây. Từ từ thôi anh em ạ. Ừ. Ngon lành liền. Tiếp tục. Đứng lên ngài Tổng thống, đứng lên. Ok ha. Ngài Tổng thống. Ừ. Ngon. Đứng lên. Húp luôn. Ừ. Ngon lành liền. Bánh à? Hamburger à? Hay gì nhỉ? Rồi tiếp tục. Qua màn. Gì đây? Ok ạ. 1 2 3 4. Ừ. Sao nhỉ? 1 2 3 4. Rồi, nhảy qua. Ok. Ngài Tổng thống. 1 2 3 4 5. Rồi, ngon lành rồi. Ngài Tổng thống. 1 2 3 4. Ok ạ. 1 2 3 4. Ừ, ngon. 5. Tiếp tục. Ngài Tổng thống. Ngon. Gì đây? Ở Triều Tiên hay sao nhỉ? Ngài Tổng thống. Ủa kìa. Chưa kịp luôn. Ngài Tổng thống. Ôi. Ngài Tổng thống. Ủa kìa. Ngài Tổng thống. Mẹ cay đấy nhỉ. Ngài Tổng thống. Ừ. Không sao. Tôi mắc ở đây không sao anh em ạ. Miễn là giải cứu được ngài Tổng thống là được. Tiếp theo. Gì đây? Nhảy xuống. Ồ. Oh. Sao phát biểu trên lửa như này? Nhảy quá. Ok. Nhảy xuống. Ơ. Sao nhỉ? Ok à. Đi đứng cẩn thận vào xem nào. Nhảy xuống. Ừ. Tiếp tục. Ngài Tổng thống. Ok à. Không kịp rồi. Sao nhỉ? Ngài Tổng thống. Ừ. Ngon. Được rồi anh em ạ. Đây gì đây? Ngài Tổng thống. Kìa. Cay ấy nhỉ? Tiếp tục. Nhảy lên, nhảy cao hơn xem nào. Ừ. Vừa kịp lúc anh em. Vừa kịp lúc. Giải cứu được. Ok. Không sao. Giải cứu luôn 500. Ok. Xuống nhanh đi nhỉ? Thằng nào bắn đây nhỉ? Ngài Tổng thống. Ok. Ngài Tổng thống. Ok. Nhanh đi. Ồ. Sao kịp được nhỉ? À hiểu. Mình phải lấy thân mình. Phải lấy cái thân mình chắn đạn. Ừ, sao được. Ngài Tổng thống. Ôi à. Ngài Tổng thống. Mẹ này chứ. Ngài Tổng thống. Ừ. Ngon. Tiếp tục anh em. Mình phải dùng thân mình. Ồ, cái gì đây? Ồ.
Sao nhở? Nhảy qua đây chăng? Khả năng cao nhảy qua đi. Chờ thời cơ. Rồi, nhảy ngay tổng thống. Ôi da, cay nhờ. Tiếp tục. Ô kìa, ừ, vừa kịp lúc rồi, ngon lành liền anh em. Ngon lành. Được rồi, ngài tổng thống ở đây rồi. Ừ, ngon, giải cứu được rồi. Qua màn tiếp theo, ô kìa. Ngài tổng thống, ui, nhanh nhỉ. Thằng này nó bắn nhanh nha. Ngài tổng thống, ô kìa. Ngài tổng thống, mẹ, thằng này bắn nhanh thế nhỉ. Không kịp luôn ạ, ô kìa. Chờ tí xem nào, Ngon lành, vừa kịp lúc anh em ạ. Uầy, sao đây? Nhảy lên chắc. Không được, cao quá. Chúng ta phải chắc là phải đi đây thôi. Ok, ngon. Đi đến đâu là rớt đến đấy các bạn ạ. Đi đến đâu là sập đến đấy. Rồi, ok, ngon rồi. Ngon rồi, cố gắng lên, điều chỉnh đôi chân xem nào. Ok à. Vững vàng đôi chân xem nào. Ngon. Ngài tổng thống. Mẹ nó chứ. Được rồi. Từ từ. Điều chỉnh đôi chân thật từ. Ngài tổng thống. Kìa. Sao nhờ. Từ xem nào. Mày đôi chân của mày đi từ xem nào. Rồi, ngài tổng thống. Kìa. Không được, từ. Rồi, sắp được rồi. Ngài tổng thống. Kìa. Cay thế nhở. Đi đã khó rồi, nhảy còn khó à. Sao nhở. Kìa. Cay nha. Sao nó cứ lỏm là sao nhở. Được, quả này ngon nha. Ngài tổng thống. Ngon lành liền anh em. Tiếp tục. Có màn nào đây? Màn nào đây? Ngài tổng thống. Kìa. Thằng này bắn nhanh nha. Ngài tổng thống. Kìa. Sao nhỉ? Ngài tổng thống. Mẹ nó chứ. Ngài tổng thống. Kìa. Sao nhỉ? Ngài tổng thống. Kìa, thằng này bắn nhanh thế nhỉ? Sao nhảy qua đây được nhỉ? Cay nha. Ngài tổng thống. Xuyên nước kìa. Lần cuối xem nào. Ngài tổng thống. Ok à. Ngài tổng thống. Một giây nữa thôi ạ. Thằng này nó bắn chờ mình một giây nữa thôi là ngon rồi. Ngài tổng thống. Ok à. Cay nha. Ngài tổng thống. Vừa kịp lúc luôn. Đâu rồi, ngài tổng thống đâu rồi. Tiếp tục màn 2. Ok ạ. Vẫn là những cái màn nhảy này sao? Rất ghét những cái màn nhảy như này các bạn ạ. Nhảy qua luôn. Được nha. Ngài tổng thống. Ok ạ. Nhảy qua. Hay nhờ. Sắp được. Ngài tổng thống. Mẹ nó chứ. Được rồi. Đứng lên. May nó bắn trượt. Thằng này khả năng là hơi kém. Ôi dạ, hơi đau nha. Cái gì? Tiếp tục cái vòng này ạ. Có hai cái ghế trước mặt các bạn ạ. Làm sao đây? Làm sao? Đi tiếp. Ok, ngon. Ngon, ở kia. Sao nhờ? Ở kia. Làm sao mà nhảy qua đây được nhờ? Ok, nhanh. Nhảy qua. Ngon. Ngài tổng thống. Ok ạ. Toang rồi. Nghĩ cách khác thôi. Khả năng cách này hiệu quả hơn các bạn ạ. Cách này đi. Được. Lấy đà. Ngài tổng thống. Ok ạ. Ngài tổng thống. Ngon liền anh em. Sao mà đỡ được. Cái thằng kia bắn lâu nhỉ. Quả này là bắn hơi lâu nhá. Có những quả bắn nhanh sau quả này bắn hơi lâu nhá. Tay súng này hơi kém. Được rồi. Ngài tổng thống. Ôi da. Ngài tổng thống. Ôi da. Sao nhờ. Ngài tổng thống. Ôi da. Sao thằng này bắn nhanh thế.
Vừa kịp lúc anh em. Ngon lành, ok ạ. Đứng lên ngay, đứng lên. Rồi tiếp theo, hai tổng thống. Ôi, thằng này bắn kiểu gì nhỉ? Tiếp tục. Ngài tổng thống. Vừa kịp lúc. Quả này ngon à. Nãy giờ mình mất rất là nhiều thời gian chơi ở vòng này các bạn ạ. Nhưng mà mình không biết là làm thế nào để có thể win được vòng này. Bởi vì chúng ta phải vượt qua được 4 lớp. Thế nên là chắc là series tiếp theo mình sẽ để thứ 2 nhá. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like và subscribe. Và nhớ là comment ở dưới video này nhá.